Quang Thị Minh rất tự hào vì đứa con đồng sở hữu, hân hạnh được chào đón đứa con gái gần 40 năm mới trở về quê cha, đất tổ, thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên bên nội. Ông Quang Thị Minh, cha họ Pháp của Phượng Vê đã cho biết, dù người đời có làm khó dễ với Hồng Phượng, thì nghệ sĩ Quang Minh vẫn vô cùng là tự hào về con gái, sẵn sàng làm mọi thứ để con được bình an và mọi tài sản để cho Phượng Vê. Rồi nào là Phượng Vê mà giành được tài sản nào là tôi vui lòng. Ủa? Mắc cười ghê, của ông Quang Thị Minh thì ông chia tài sản cho Phượng Vê là điều dĩ nhiên rồi, chứ ở đời đâu ra cái quyền lực là cháu gái mà đòi sở hữu của cậu để cả nước chửi rủa. Coi chừng không phải con của mình mà là con của ông Sạc Pin đó. Nghe ông Quang Thị Minh ngẫm hoài mới hiểu, thằng cha có con gái 37 năm chẳng nuôi dưỡng ngày nào, nhưng ngày nay lại tự hào và hãnh diện vì nó mạnh mẽ dám đứng lên mà tranh giành tài sản với con của người khác. Thằng cha có cờ người, đồ sộ 1000 m² nhưng lại không mang nó về nuôi hoặc để nó phụng dưỡng tuổi già mà lại cho nó đi ở trực nhà người khác. Thằng cha sống ở quận Bình Thạnh, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không chấp nhận hộ khẩu cho nó mà lại muốn cho nó nhập hộ khẩu vào nhà của người khác. Thằng cha lúc nào cũng rao giảng luật đời, vân vân và vân vân, nhưng nhìn xem nó chẳng bao giờ quay phim là ôm hôn ổng, nhưng lại thích ôm hôn cha của người khác. Thằng cha lúc nào cũng khoe là tài sản 20 tuổi và phải để dành cho nó, nhưng sao không đưa ngay bây giờ mà phải chờ làm chi vậy? Chẳng lẽ đợi đến lúc Phượng Vê nó đều cái lắc bạc rồi mới đưa cho nó làm vốn hay sao? Bàn tay có 5 ngón, tuy chẳng có ngón nào là bằng nhau, nhưng khi tay của Vê chụm lại thì nó nằm ở một điểm là chữ tham. Chẳng lẽ ông Quang Thị Minh lại tự hào vì tính cách của nó giống ổng hay sao?